Trận đấu cuối cùng tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games giữa U23 Việt Nam và Thái Lan đã kết thúc với tỷ số hòa 2 đều. Đây là trận đấu hết sức khó khăn của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo khi những chú voi chiến đã có 2 bàn dẫn trước chỉ sau 10 phút bóng lăn. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu thăng hoa, Tiến Linh đã giúp cho những ngôi sao vàng giành lại một điểm quý giá và chính thức bước vào vòng bán kết với vị trí nhất bảng. Phút thứ 16, từ quả tạt chuẩn xác của Thanh Thịnh, Tiến Linh đã băng vào đánh đầu rất dũng mãnh, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho U23 Việt Nam. Bước sang hiệp 2, cụ thể là phút 71, tiền đạo quê Hải Dương thực hiện thành công quả đá 11m để ghi bàn tỷ số 2 đều. Chính anh cũng là người đã đem về cho đội nhà quả đá phạt đền này. Với cú đúp của Tiến Linh, Việt Nam có lần đầu tiên ghi được trên một bàn thắng vào lưới Thái Lan tại đấu trường SEA Games. Trong 11 lần gặp nhau trước đó, chúng ta có 6 trận ghi được một bàn, còn lại là 5 trận không ghi được bàn thắng nào. Ngoài ra, Tiến Linh cũng đã đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đầu tiên lập cú đúp vào lưới voi chiến ở sân chơi SEA Games. Cụ thể, kể từ lần đầu tham dự vào năm 1991, Việt Nam đã có tổng cộng 12 cuộc chạm trán voi chiến, nhưng chỉ có 4 trận kết thúc với tỷ số hòa và để thua tới 8 trận. Với 13 điểm sau 5 trận, U22 Việt Nam dẫn đầu bảng B và sẽ gặp đội nhì bảng A là U22 Campuchia bán kết. Trận đấu này sẽ được diễn ra lúc 19 giờ ngày 7 tháng 12. Mới đây, huấn luyện viên Park Hang-seo đã tiết lộ thông tin về tình hình chấn thương của Quang Hải ở thời điểm hiện tại. Quang Hải dính chấn thương phải rời sân sớm trong trận đấu với Singapore. Sau khi được đưa đi chụp cộng hưởng, các bác sĩ kết luận Quang Hải bị rách cơ đùi, có thể phải nghỉ hết SEA Games. Chưa dừng lại ở đó, mới đây truyền thông xuất hiện thông tin tiền vệ đội trưởng của U22 Việt Nam bị đa chấn thương chứ không chỉ rách cơ đùi. Anh không giấu được nỗi buồn khi phải ngồi ngoài nhìn đồng đội đại chiến với Thái Lan. Chia sẻ về tình trạng chấn thương của Quang Hải, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết cầu thủ hoàn toàn có khả năng bình phục để kịp trở lại nếu như U22 Việt Nam vào chơi trận chung kết. Quang Hải đã nỗ lực để bình phục chấn thương. Báo chí đã đưa ra rất nhiều những thông tin không chính xác. Cậu ấy vắng mặt ở bán kết nhưng có thể ra sân ở chung kết. Được đánh giá cao hơn đội chủ nhà Philippines, tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc một cách đầy tự tin, chủ động đẩy cao đội hình và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, các cô gái vàng của chúng ta thiếu bị sự may mắn để tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Trong suốt hiệp 1, với thể hình vượt trội, Philippines có nhiều pha bóng khiến cho tuyển nữ Việt Nam phải rất vất vả cản phá. Tuy nhiên, điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam là sự khéo léo và kỹ thuật cá nhân. Những pha bóng đập nhả hết sức nhuần nhuyễn và gây ra khó khăn cho đội tuyển nữ Philippines. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa không đều. Sau hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép về phía cầu môn của Philippines. Phút 60, Thái Thị Thảo kết thúc pha phối hợp connect của đội nhà bằng một pha chuyền điểm nhẹ nhàng tung lưới của Philippines mở tỷ số. Sau khi có được bàn thắng, đội tuyển Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu để bảo toàn lợi thế. Đội tuyển Philippines thi đấu bế tắc và chỉ trông chờ vào các pha sút xa cùng những quả tạt bóng. Tuy nhiên, hàng thủ của đội tuyển Việt Nam đã đứng vững. Trận đấu trôi nhanh về những phút cuối, đến phút 84, Tuyết Dung nhận bóng trong một tư thế trống trải trước khi thực hiện một cú đặt lòng hạ gục thủ môn bên phía Philippines. Tỷ số 2-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Trong trận bán kết còn lại, tuyển nữ Thái Lan đã đánh bại nữ Myanmar với tỷ số 1-0. Như vậy, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Thái Lan trong trận chung kết SEA Games diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 8 tháng 12. Everton có khởi đầu mùa giải mới một cách tồi tệ. Đội bóng này đang đứng ở trong nhóm cầm đèn đỏ và đang có 3 trận đấu liên tiếp thất bại. Trong đó, thảm bại trong trận derby Merseyside trước Liverpool như là một giọt nước tràn ly để Everton đưa ra quyết định sa thải huấn luyện viên Marco Silva sau 18 tháng nắm quyền. Vị trí đương gia này được bổ nhiệm vào tháng 5 năm 2018 dẫn cho Everton thi đấu 60 trận với thành tích thắng 24, hòa 12 và thua 24 trận. Sau khi Marco Silva bị sa thải, Everton chỉ định Duncan Ferguson, cựu tiền đạo của đội bóng này làm huấn luyện viên tạm quyền ít nhất ở trong trận đấu gặp Chelsea vào cuối tuần này. Tuy nhiên, mục tiêu của ban lãnh đạo Everton là bổ nhiệm huấn luyện viên càng sớm càng tốt. Ứng cử viên hàng đầu là Victor Pereira, người đang dẫn dắt Thượng Hải. Một phương án khác là người cũ David Moyes. Tuy nhiên, đề xuất gây ra phản ứng tiêu cực từ phía người hâm mộ. Sự lựa chọn khác đó chính là Tim Cahill, theo xu hướng bổ nhiệm cựu danh thủ của câu lạc bộ đang thịnh hành tại châu Âu. Tương tự Chelsea bổ nhiệm Lampard, Man United bổ nhiệm Solskjaer hay Real Madrid thành công rực rỡ với Zidane. Câu lạc bộ Real Madrid vừa xác nhận tiền vệ Eden Hazard đã bị vợ mắc cá ở trong trận đấu kênh trắng hòa 2 đều trước Paris Saint-Germain. Chấn thương này khiến cho ngôi sao người Bỉ bỏ lỡ trận siêu kinh điển giữa Real Madrid và đại kinh địch Barca. Ở trong trận đấu với Paris Saint-Germain, Hazard bị đau do va chạm với người đồng đội ở đội tuyển Bỉ là Thomas Munier. Dù đã được các bác sĩ chăm sóc, cựu tiền vệ Chelsea vẫn không thể đi tiếp. Kết quả là anh buộc phải rời sân để nhường chỗ cho Bale ở phút 68. Theo kết quả kiểm tra ban đầu, Hazard chỉ phải nghỉ 10 ngày, nhưng bài test mới nhất lại cho thấy anh cần từ 4 cho tới 6 tuần để hồi phục. Như vậy cũng có nghĩa anh sẽ phải làm khán giả khi đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha tới làm khách trên sân Camp Nou của Barca vào ngày 19 tháng 12 tới. Ngoài Hazard, một cầu thủ khác của Real là hậu vệ cánh trái Marcelo, nhiều khả năng cũng sẽ bỏ lỡ trận đấu siêu kinh điển vì đau bắp chân trái. So với trường hợp của Marcelo, việc Hazard chấn thương được xem là tổn thất hơn dành cho Real.